Hello mọi người ơi, thì bây giờ Ngọc có một chút thời gian tại vì Ngọc còn ở Cali nên là Ngọc sẽ đi mua một số thuốc men để gửi về cho gia đình Ngọc đang đứng ở trong Costco nè. Đây, Ngọc mua được một mớ loại thuốc rồi đây. Để một chút nữa Ngọc về Ngọc cho các bạn coi là Ngọc mua được những loại thuốc gì nha. Mọi người ơi, thì hồi nãy giờ là Ngọc đi Costco về rồi nè mọi người. Thì Ngọc đã được mua được một mớ sản phẩm ở đây. Thứ nhất, trước mặt mọi người Ngọc có dầu cá. Dầu cá thì mọi người biết rồi, tốt cho mắt đồ. Rồi thứ hai là Ngọc mua collagen. Thì collagen là cái này cho da với lại tóc với lại nail, móng tay. Rồi Ngọc mua được một cái sản phẩm là gọi là prenatal. Thì prenatal là cái sản phẩm mà dành cho cái phụ nữ mà trong cái lúc mà mang thai đó. Thì Ngọc mua tặng về cho một cái người chị họ, là uống vô nó rất là có nhiều cái dưỡng chất tốt cho em bé. Rồi cái này mua free, có hai mua free thì có hai hộp. Thì một hộp á là mua free advanced với lại ultra mua free. Cái loại này bây giờ hiện tại nó có cái chất collagen với lại cái gì đó, có thêm cái chất gì trong loại này nè. Đó là mua về cho trị khớp đồ này kia vậy đó, mua free. Rồi tiếp theo là Ngọc mua cái calcium. Calcium là bổ sung canxi cho cơ thể. Rồi Ngọc mua thêm vitamin E. Vitamin E thì tốt cho da thì mọi người biết rồi. Mua thêm One A Day một hộp cho mẹ Ngọc nè, One A Day một hộp cho ba Ngọc nè, là của Nam nè. Rồi cái hộp này vitamin E. Rồi đây thì là đây cái là cái hộp viên uống bổ não giúp cho trí nhớ rồi giúp cho não bộ mình rồi vậy đó. Trời ơi, hồi nãy Ngọc đi mua đó hả, rất là khó để kiếm được cái viên bổ não này, quá khó. Ngọc phải nói mấy anh nhân viên đi kiếm đó, đây là cái hộp cuối cùng mà còn ở trong đó cho Ngọc đó. Rồi còn đây là cũng là một cái hộp dầu cá đó, nhưng mà có hai cái hiệu khác nhau. Cái hộp dầu cá này là hiệu của Costco, còn hộp dầu cá này cũng là một cái hiệu rất là nổi tiếng đó, Natural Made đó. Ngọc mua nó đó. Thì những cái loại sản phẩm này nè mọi người, ở cái shop mà hồi bữa Ngọc giới thiệu cho mọi người hoài luôn, lâu lắm rồi Ngọc đồng hành với cái shop lâu lắm rồi, là Minshu Shop. Thì tất cả những cái hàng xách tay của Mỹ thì Minshu Shop đều có bán hết nha mọi người, mà hàng xách tay chính hãng ở Mỹ luôn, đi về Việt Nam bằng đường máy bay. Minshu Shop thì Ngọc đã giới thiệu với mọi người rất là nhiều lần rồi. Ngoài những cái mặt hàng xách tay của Mỹ, Minshu Shop còn có những cái mặt hàng xách tay của Đức, của Hàn, của Nhật. Sau đây là một số loại sản phẩm xách tay mà Minshu Shop có nè mọi người. Viên uống tinh dầu thông đỏ được xuất xứ ở Hàn Quốc mọi người. Cái này là Hàn Quốc người ta gọi là cái rồng vàng cho sức khỏe luôn á. Còn đây là viên phòng đột quỵ của Nhật, một hộp vậy thì có khoảng 60 viên luôn mọi người. Và đây là sản phẩm cao hồng sâm 6 năm tuổi. Cái tác dụng của nó là bồi bổ sức khỏe, tăng sức đề kháng, điều hòa huyết áp. Loại này là loại đại bổ, người trung niên, người già dùng rất là tốt luôn. Đông trùng hạ thảo dạng nước, giúp ngủ ngon, bồi bổ sức khỏe cực kỳ tốt. An cung ngu hoàng hoàng của Hàn Quốc mọi người, đây là một dòng sản phẩm rất là cao cấp. Những cái sản phẩm như là đông trùng hạ thảo dạng nước, rồi cao hồng sâm với lại là viên tinh dầu thông đỏ, với lại viên chống đột quỵ là Ngọc không có thể nào Ngọc mua, Ngọc gửi về cho gia đình Ngọc. Nên là miễn mà ba mẹ Ngọc mà dùng hết á, là Ngọc order Minshu Shop để mang về cho gia đình. Bên cạnh đó thì Minshu Shop cũng bán những cái sản phẩm như là Chanel, Dior, Gucci, son môi, đồ sạch hàng xách tay chính hãng luôn nha đây mọi người. Đây là một cái loại sản phẩm rất là đặc biệt nè. Tại vì đây là được gọi là một cái bộ tăng thụ thai cho những cặp vợ chồng á, của được xuất xứ từ Úc các bạn. Nên là vợ chồng nào hồi bữa Ngọc đã giới thiệu với mọi người cái này khi mà Ngọc ra Hà Nội rồi, thì có rất là nhiều bạn mua và uống và có hiệu quả và nhắn tin là cảm ơn Ngọc tại vì đã giới thiệu cái sản phẩm này tới cho mọi người. Thì đó mọi người, đó là tất cả những cái sản phẩm mà Minshu Shop có bán. Nên mọi người muốn mua hàng xách tay, rồi muốn mua tất cả những cái sản phẩm gì mà mọi người muốn, cứ chụp lại tấm hình rồi nhắn tin cho shop, hoặc là gọi điện thoại cho shop thẳng luôn hỏi à chị có cái hàng này kia không, thì shop sẽ tư vấn cho tất cả mọi người. Hàng về bằng đường bay nên là cái phí vận chuyển đồ này kia hơi cao, tại vì cái mùa dịch này đó mọi người, cái phí vận chuyển mọi thứ đều bị lên giá một chút. Nên là những cái sản phẩm của Minshu Shop á mọi người, Ngọc đảm bảo với các bạn là đây là những sản phẩm được xách tay chính hãng luôn, nên là mọi người cứ yên tâm. Tại vì Ngọc làm việc với Minshu Shop là đã hơn 2 năm rồi, nên là Ngọc biết. Thì có gì mọi người cứ liên hệ với Minshu Shop, số điện thoại Ngọc để trên đây và cũng như là cái link Facebook của Minshu Shop để mọi người tiện mua hàng nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Hello mọi người ơi, thì hiện tại bây giờ cả gia đình đang có mặt ở San Francisco. Cái lý do mà đi San Francisco ngày hôm nay á là cả gia đình muốn ăn thịt bò. Thì Ngọc tìm được một cái tiệm thịt bò, bán thịt bò Nhật, nhập khẩu của Nhật luôn các bạn, gọi là The Butcher Shop. Thì bây giờ sẽ đi vô cái tiệm này. Trời, chỉ cần nhìn qua cái tiệm thôi là thấy thịt bò sắp y như là, trời, không thể nào tưởng tượng nổi. Chạy một tiếng đồng hồ từ San Jose lên tới San Francisco để mua thịt bò. Mời mọi người cùng theo dõi cái video clip này nha. Tại vì
chú Lũ làm thịt bò rất là ngon nên là muốn mua thịt bò về ăn. Các bạn coi nè, San Francisco nè, chỗ này là chỗ bán giống như đồ nội thất gì đó. Đó, giờ là qua đường nè mọi người. Wow, ở trên đây hơi lạnh hơn ở dưới, tại vì nó gần biển á. Ai mà có ở San Francisco ghé tiệm này mua đồ ăn thử ha. Để coi coi. Chưa, trời ơi, chưa ăn mà được quảng cáo đi lên đây ăn rồi. Wow. Hello. Oh my god. Trời ơi, Ngọc nhất định Ngọc sẽ phải mua cái này. Oh my god, we're in a bright place. Oh. Wow, look at the meat. Nhìn thịt bò nè mọi người. Ông cho con gì kìa. Wow, coi thịt bò nè. Cái thịt bò này đó, 99 đồng một phao là cỡ chừng 100 đô, 450 gram. Còn cái này là một phao là, cái này của Mỹ, này của Mỹ. Cô Nhung với chú Lũ vô cái shop này nè, có đã không? Chú Lũ con miếng thịt bò đã không chú Lũ? Trời, đi chung mà cũng không có cho vô chung nữa, chỉ có cho hai người vô thôi. Yeah, không cho vô chung. Cái này là thịt gì? Cái này thịt heo hả? Yeah. Đó thì đây là mới mở tủ cho Ngọc coi nè. Wow, các bạn có biết thịt bò nè. Đây nữa. Ồ, thịt bò nè, đã không? Trời ơi, mọi người coi nè. Wow. Yeah, and yeah, get me a tray of this one too. Yes, please. And I'll give you some of our Richland Star wasabi, soy, and ginger on the side for your... Okay, thank you. So I'm going to give you some weights there, Mr. Chan. Sure. Your satsuma's coming in at 0.38. Let me see. You think for five people, is all it? All of this? Yeah. More than enough. Okay. Can you put it up here so I can see it? I'm going to do all that, then I'm going to wrap it all right. Thank you. Okay. Thì Ngọc mua 3 miếng là một miếng này, miếng này và miếng này. Tại vì là 3 miếng này nó khác nhau. Cái này một phao của nó là 140 đô. Cái này một phao của nó là... my friend, this is 220 per pound. 225 for the Kobe. Okay. This is a Kobe? This is Kobe right here. Kobe is 225. Uh-huh. Satsuma, 120. Okay. And then 140, right? Yujubu 140, yes. Cái này á, 450 gram á, là 140 đô. Cái này á, 450 gram đây là Kobe nè. 450 gram á, là 220 đô, có nghĩa là 5 triệu. Cái này á, là 450 gram rẻ hơn, cái này có 120 là 120 là nhiêu mấy triệu á. Còn nguyên một cái dĩ này á là 140 đô là nhiêu quá nè. Yeah. Thank you my friend. And I'm going to wrap them up all really nice. Thank you. Yeah, I've been doing this since 1984, since before you were born. Really? Long time. Chú này nói làm việc này lâu lắm rồi đó. Baby, can you go out? So chú Lũ can go in. Come on, baby. Yeah. Been here for 2 years. Để cho chú Lũ vô. Vô đây con chị, chung chỉ chú Lũ nè. Đây là Kobe nè. Một phao á. Một phao á là 220 đô. Cái này một phao á là 140. Cái này một phao á là 120. Con mua mỗi thứ một miếng. Rồi xong rồi cái con mua thêm một cái hộp này. U này nè, con thích ăn này. Hộp này là 140 đô. Đó, tối nay rồi mình về mình là con hỏi cái này mình 5 người ăn đủ không? Ông nói more than enough. Nhớ, ông nói vậy đó. Chú Lũ nghĩ 3 miếng đủ không? Hay là mua thêm một miếng này đi. Hả? Mua thêm miếng này nữa, con, 5 người. Con mua miếng này phải không? Hay miếng nào? Con mua miếng này, con mua 3 miếng rồi đó. Rồi, cần phải mua thêm miếng không? Đủ rồi, mình có 4 5 người với 5 người với chứ. Con chú Lũ với cô Nhung với Ni. Ni ăn steak nhiều không? Không, ăn cũng được, miếng nhỏ nè. My friend, you think 5 people is enough for 3 pieces? Yes. Very rich.
Very rich. Very rich. Yeah. Too much already. Don't buy any more. Really? This is my shop. Uh-huh. I'd love you to buy everything. Okay. This is already plenty. That with the uni. Okay. Super rich meal. Oh, okay. You're gonna be good to speed. I'm not. I'll let you spend $1,000, but that doesn't mean I should. Okay. Thank you. I don't like going in stores where they oversell you when you don't need it. Okay. Thank you. What you want to do on these is you leave this out at room temperature, approximately 40 minutes. How should we marinate it, my friend? No marinating. No marinating? No, don't touch it. So. Cái này là cái gì đó? Gánh dễ thương. You have pretty eyes too. Thank you, my friend. You do too. Hello, how are you today? Good. Now, where are you from? I know Michigan. Vietnam, I thought so. Well, how? I've spent some time over there. Really? Yeah. Also in Thailand too. Oh really? You know what my favorite part what? Of Vietnam and Thailand are? What is? The what women. They are so beautiful. Really? Yes. So Chad will take all your money from you. Okay. Yeah. Đây nè, hôm nay Ngọc mua right, mua thịt bò ngon đãi cô chú này nha cả nhà. 433.70, please. About right here. I'm so excited about all this meat. Yeah. I drove an hour to get here. Hey, you deserve it. Yeah, I do. I work hard. There you go. You can pull that out, please. I just need a quick signature. See your hand right here. Do you like receipt? No, thank you. My hand. Very well. Jady. Nè mọi người ơi, thì bây giờ là đang từ San Francisco đi về lại của nhà mình nè. Hiện tại bây giờ là 5 giờ chiều rồi. Thì về tới nhà là bao lâu vô lộn? Một tiếng đồng hồ luôn á. Đó, đang kẹt xe nè, tại vì 5 giờ là phải giờ kẹt xe nhé. Hello mọi người ơi, thì bây giờ cả nhà đã về tới nhà rồi nè. Thì bây giờ sẽ bắt đầu làm thịt bò mọi người. Cô Nhung mở cái bịch thịt bò ra giùm con. Đó, thịt bò nãy mới mua ở San Francisco. Này là mấy này là wasabi. Đây miếng đầu tiên, đây là A5 Wagyu. À chắc cục đá để cho giữ lạnh. Đá để cho giữ lạnh. Còn cái này là cũng A5 luôn nè. Còn cái này là A5 Wagyu luôn nè. Thịt bò này sao nặng. Ừ, thịt bò này cũng được, còn thịt bò này là tiền không á. Để cho Oh my god, mọi người đây nè, cái miếng này mới là cái miếng Kobe nè, mà sao cái này là 220 một pound. Đó. Là một ký cũng phải 500 đồng. Nếu như mà một ký thì một ký là hơn 500 đô. Một ký là hơn mười mấy triệu đồng tiền Việt Nam. Còn cái miếng này là một pound là 140. Thầy chồng Ngọc anh nói hả, là hồi nãy cái ông chủ tiệm dặn là phải ngồi đợi nó 45 phút. Về nhà ngồi đợi 45 phút. Ngồi im nó đợi 45 phút mới được bỏ muối vô ướp. Biết vậy hồi nãy tới giờ mình lấy cái cục đá kia ra. Con đâu có biết là ổng có bỏ cục đá vô. Mà nó mấy là mình về nhà là mình làm được sực giờ rồi cái hả, đòi ngồi im nó đợi 45 phút mệt dễ sợ luôn. Nói hả, hối là ăn không có ngon. Nhưng chưa bao giờ thử cái này bao giờ. Con Nhung thấy con Nhung cũng không biết món gì luôn. Đây, trời ơi. Oh my god. Ngon dã man luôn á. Còn cái hộp này hồi nãy Ngọc nói trong video á, là cái hộp này 140 đô. Đó là hình như 3 triệu ha. 140 là 3 triệu hơn á. Ôi ơi, bữa nay ăn một bữa ngon hóa ngon lành luôn. Hấp dẫn quá ha. Quá hấp dẫn luôn. Bây giờ bỏ ra bàn trước đúng không? Dạ, cái đó mình ăn chung. Muối thì mình để muối đây. Muối nào nó rải phải không? Muối với tiêu hả? Dạ. Yeah. Bàn này đã được sắp rồi, bây giờ phải cho phải chờ hả? Hello con. Hả? Ba không ngồi với con hả? Trời ơi, nó I went to play with her and I was like, "Oh, so excited and we're playing for a little bit," and then she pushed me away. She said, "No, it's my toys." And then she was being selfish. And I said, okay, then I'm not gonna play with you. Rồi, đúng rồi. After 5 minutes of playing by herself, then she said, okay, daddy, play with me. Trời đất ơi. Hồi nãy ba ngồi xuống ba chơi với con, thì con nói là đồ chơi này của con, rồi con đẩy ba ra. Rồi cái con chơi 5 phút mình, con buồn, cái con đẩy ba vô. Vậy đâu được, đúng không? Ba giận rồi. She actually took the toys out of my hand. And said, trời đất ơi, thôi con lại con xin lỗi ba đi. Nói ba ơi, con xin lỗi ba chơi với con đi.
Rồi lại xin lỗi ba, ôm ba cái. Ôm ba cái. Đó, đúng rồi. Are you sorry? Rồi, give give daddy hug. Đúng rồi. Honey. Rồi, đúng rồi. I want you to understand that sometimes you just can't when you say sorry, it's not enough. It's not enough sometimes just to say do something wrong to somebody and then say sorry and then them automatically forgive you and love you again. It'll happen in life where your friends, they'll say even though you're sorry, they don't care anymore. They say, "Oh, too much, too you're okay?" Nắm tay ba lại chơi con đi. Okay. Ừ, đúng rồi. Đó, giờ nó chia sẻ đồ chơi với ba nó, bây giờ tôi phải ngồi tôi đợi 45 phút là được đời không? Đây, bây giờ là đang bày biện tất cả mọi thứ lên nè mọi người. Cái wasabi này mọi người ngon, cực kỳ thơm. Chưa ăn mà màu lộn, chưa ăn mà nghe thức rất là thơm. Rất là thơm. Cô Nhung đang lau ấy dĩa đồ. Chúc đâu có thua gì nhà hàng đúng không? Hả? Dạ con thích chứ. Ở đằng sau cái mặt cái điện thoại con cũng có tờ 2 đồng. 2 đồng có đồng gì? Đồng, đồng 2 đồng thôi vậy đó. 2 đồng này khác. 2 đồng này sao? 2 đồng. 2 đồng chứ đúng là 2 đồng. 2 đồng này là gì ghê vậy? Năm vị tổng thống đàng hoàng bữa. Này gì dữ vậy chú lụng? Thương lắm mới tặng làm kỷ niệm đó. Phải không? Đưa đứa bịch vô đông đi ha. Ủa này là sưu tầm hả chú lụng? Ờ. Năm vị tổng thống là Donald Trump rồi Obama, George Bush rồi cái gì ông này tên gì con quên rồi. Bill Clinton. Rồi cái ông này là con không biết nè. Ba của ông Bush không ta? Không phải. Ông này như là Kim Carter hay gì đó. Wow, dữ chưa? Chú Lũ siêu tầm hả? Thank you chú Lũ. Bữa em đi mua cái này cho chú Lũ mới đã nè. Cái gì vậy? Đi vô tới chỗ làm tiền luôn. Tới chỗ làm tiền luôn á. Hả? Vậy luôn hả? Chỗ làm tiền đó, anh tiền của Mỹ á. Ai đi? Chú Lũ đi hả? Bữa em đi qua Boston đó. À. Oh wow. Wow, là cái này lúc mà tiền làm ra mà chưa cắt ra hả chú Lũ? Wow. Chú Lũ cũng mê sưu tầm tờ 2 đồng lắm á. Thôi tờ 2 đồng chúng nhiều. Dạ hả? Năm bờ đồng đẹp lắm. Số đẹp, còn số con là tờ 2 đồng, số cho vui vậy thôi. Không, cái tờ này giữ kỹ đẹp lắm á. Tờ này giữ lắm hả? Đó, đẹp mà, có thấy không? Baby, look. This is the $2 bill. But look at this. Yeah, I saw it. Yeah, it's got like 5 presidents in it. Ah. Oh, oh, and it's got President Trump too, so that's recent. Có cái certified authentic của ngân nhà băng luôn. Wow. Được không? Ồ, vậy là tờ này mới, tại vì president đó. Oh, it's the master of the $2 bill. Oh, còn nữa nè. Sure. Cái này theo năm á chú Lũ hả? Năm con gà. Này của Ni, này của con Nhung, này của chú Lũ. Trời, đó coi dữ chưa. Con gà thì đúng không? Không, tự nhiên của con Nhung đi cho con. Đâu được, đúng rồi. Vậy không? Nếu mà dư tờ ấy thì được, nhưng mà cái này là đúng rồi, để vậy là đúng rồi. Ni là ăn dê, chú Lũ là ăn khỉ hả? Chú Lũ là ăn khỉ hả? Con Nhung là ăn gà. Chú Lũ là có nguyên cái bộ sưu tập đằng sau này là cũng đã đời lắm á nha mọi người nha. Cái này trong cái nào chú Lũ nói cho mọi người biết cái nào là chú Lũ thích nhất trong này không? Cái này cái đỉnh đó, cái gì? Quên rồi đó, cái từ quên đó. Cái giống như mà người ta bỏ vô trầm hương ta đốt đó con. À. Bỏ vô trầm hương để đốt lên cho thơm á. Chín có chín rồng luôn hả? Chín rồng chín chân luôn á. Chú Lũ lên sưu tầm này ra đâu đây? Gửi thẳng cho Lũ hơn đi vô cái chỗ tiệm qua bán đó. Dạ. Cái đóng cửa ai đó, có một cái ngộ à. Dạ. Ừ. Mới mua được á chứ. Có lý chứ. Cái này là chú Lũ mày đó. Dạ. Cái này bằng trầm hương, cái đỉnh này bằng trầm hương. Đỉnh trên này bằng trầm hương hả? Hả? À. Ừ. Trầm hương. Cũng mê sao? Con cảm ơn chú Lũ nha. Có gì giữ làm kỷ niệm. Dạ dạ. Con là 2 đồng của con là chơi vui vui. Đây nè mọi người. Đây là hộp sầu riêng. Có mua hộp sầu riêng nữa nè. Sầu riêng Musang King. Sầu riêng Malaysia, vua sầu riêng. Nãy mua ở ngoài chợ. Ôi, thơm, chút nữa ăn thịt bò xong ăn sầu riêng. Chết người luôn.
Nên là mọi người ơi, bây giờ sẽ mà theo cái lời của yêu cầu của chú đó thì mình sẽ mở miếng thịt bò ra, nãy giờ để đúng 45 phút theo lời yêu cầu của chồng Ngọc rồi đó. Bây giờ rắc muối lên. After that. Không, rắc muối lên trước chú Lũ. Yeah. Xong rồi làm xong after that là cái pepper. Wow, đúng rồi. Đó, sốt vị. Man, rồi. Gặp cái miếng thịt lại. Đúng rồi, pepper. Oh, trời ơi. Cầm nóng tan chảy luôn á mọi người. Lấy cái gì? Rồi bây giờ sẽ gấp miếng thịt bỏ vô nè mọi người. Đếm nha. Dạ, đếm 45 second thôi nha. 1 2 3 4 4 2 4 3 4 4 45 ra. Yeah. Wow. See? First, it really smell really good. Really nice. Beautiful. Perfect. Really beautiful. Ăn xong đếm xong khang tiếng luôn. Đếm cho. Vô luôn đếm không? 1 2 3 4 5. Đây là miếng cuối cùng nè. Đây nè mọi người ơi, ba miếng thịt đã lên. Thơm quá trời thơm luôn. Bây giờ sẽ mở cắt ra. Where's a good knife? Yeah. Yeah, just use this knife. No, no, no. This knife very good. But this is steak knife. Steak knife. You gotta use something like this. This knife very good. No, 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 no. Wrong way. No. Wow. 45 giây mỗi mặt cho mọi người. Là một miếng thịt chỉ cắt chỉ trong vòng coi 1 phút rưỡi. Yeah. Mà có sống không? Không. Cái này phải ăn vậy mới ngon. Yeah, cái này người ta ăn sống luôn em. Wow. Perfect. Yeah, this is smell it. Mhm. Give the Nhung lip là black pepper nha. Đúng rồi, phải rắc phải rắc pepper rồi rắc lên. Yeah. Rồi, hello xin chào mọi người. Xin chào các bạn. Thì nãy giờ là đã làm. Bởi gia đình bốn Ngọc. Yeah. Làm nhanh gọn lẹ rồi bây giờ thưởng thức thôi. Bây giờ con mời cô Nhung chú Đỗ nha, mời Benny luôn nha. Ok. Ok. Okay. 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 Rồi, đúng rồi, ăn cái này là mình phải uống rượu đỏ chú Đỗ ha. Yo. Mời mọi người. Chúc cái nhà mạnh giỏi. Dạ. Nhìn miếng thịt hấp dẫn quá ha. Em. Rồi, con mời cô Nhung ăn đi, ăn trước đi cô Nhung. Em ăn cái wasabi không? Oh yeah, we really should eating all this with chopsticks. Where's the other? Can I get more? Yeah, get more for me, please. Yeah. Where are they at? Where are they at? Where are they at? In the drawer. Here? Yeah. 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 Okay. Two for you. Yeah. Thank you. Two for you. Thank you. Rồi. Ngọc thì Ngọc sẽ ăn cái này trước. Cái nhum biển trước. Nhum biển trước. Yeah. Yeah. Cái nhum biển này nó để đây gần gần nữa được không? Chú với con. Oh my god. Sure. Oh, right. Oh my goodness. This is so good. You gotta try it. Try it. Cái con gì? Con nhum biển. Nhum biển gì đó. Try it. Yep. See? Yeah. Oh my god. Cô Nhung ăn thử đây, cô Nhung ăn đi. Thử tí xíu cô Nhung, nhát lắm, không dám ăn. Not my style. Thì cô Nhung ăn hết miếng ở đây, không sao đâu. Ngon chứ em, béo béo không? Chú Lũ chưa ăn luôn nè mọi người. Chưa ăn con này bao giờ. Ngoài cái này, oh, some chocolate nó. Cái gì cũng thử, mà chúng mình chưa thử nè. Dạ. Giống cái này nè, gấp miếng này, cái này nó khác rồi nè. Yeah. Ba loại khác nhau nha. Ba loại này rất là khác nhau. Be careful. It's gonna spill. To drink it. Rồi. Bây giờ drink it like that first. Nè, cô Nhung nè. Cô Nhung thử miếng này nữa. Rồi đây. Rồi cái này là miếng thịt đằng kia, miếng thịt của cái kia. Ok, thử hết. Rồi. Trả cái miếng lớn. Con gấp miếng bên kia một miếng luôn. Be careful, Daddy. Ăn nó. Ba loại thịt khác nhau. Oh my god. Oh, so good, right? Yeah. Wow, cái thịt ở giữa nó còn mềm dữ lắm. Wow. Không, anh là thích ăn mấy miếng ngoài này nè. Bé mà. Trời đất ơi. Cái này mới ngon nè.
Miếng thịt bò mà mình có thể cắn ra luôn, như là cá vậy đó. Đúng rồi, thịt cái chứ. Cái vô miệng nó tan trong miệng luôn á. Phải là một cái trải nghiệm khác không, đúng không chú Lộc? Get to try a little bit. Chấm nước tương vô hết luôn mà. Baby, why didn't you dip it with the soy sauce? I try without it, and then because that's what makes this just amazing. You think so? Trời ơi. Cái thịt nạm cũng ngon á thằng. That's why it tastes so good in Vietnam or Japan. Oh my god, I'm dying. Ngon lắm. Mà cái miếng thịt đó nó thơm mùi khác nha. Thơm mùi khác. Bởi mỗi miếng là khác, mỗi vị nó khác. Cái miếng thịt nhỏ. Vậy nhưng mặn là do muối chị hai. Muối này nó mặn không có rồi. Đó không chứ chị Ngọc. Chị Ngọc chuyên nghiệp quá đấy, chị Ngọc mặc nhiều lúc chị bỏ một cục cho chỗ. Cái này là gì? Chị Ngọc quan tên tiếng Nhật, người ta nói gì không biết nữa. Cái nào cũng ngon. Nhưng mà cái miếng này không biết nè. Bởi vì tiền nào cũng đông. Ngon quá. Cái đó là như thua. Được không? Ngon chưa lụ? Dạ, béo chưa lụ? Béo rồi. Coi sao bị này chú lụ ăn được chưa? Rồi. Không chọn chút xíu vậy đó hả? Chọn kia. Cái này mình đâu ăn nhiều á. So you're a first time eating? Cái cũ người ta first time having A5 with you? Having what? This meat? Meat. Yeah. Oh my god. Cái này nó rất cay á. Cái này ngon rồi nó chung với này, chung với này ngon. Chay đang chơi nhà đồ chơi đằng kia kìa cô chú. Mọi người bữa giờ cho mình khen chú Lũ với cô Nhung quá. Ồ cảm ơn. Dạ. Master chef. Cảm ơn gia đình của Bảo Ngọc yêu thương nha. Dạ. Mà bây giờ nè mấy bạn có cái câu hỏi nè, mấy bạn hỏi là cái mối tình của chú Lũ với cô Nhung như thế nào nè, bây giờ chú Lũ với cô Nhung chia sẻ được không? Dài quá trời. Dạ. Mối tình này kể phải mấy tập mới hết. Một tập không hết nổi đâu. Mối tình này chú Lũ với cô Nhung là... Để bữa nào đi, có dịp nào đi, dài tập chút xíu đi hả? Mở đầu tiên là phải có chú Bình. Đầu tiên phải có chú Bình nè. Chú Bình là người đưa ra cái chuyện này. Chú Bình với chú Lũ là ngày xưa chơi với nhau. Dạ. Chú Bình không nói là mai cô Nhung cho chú Lũ nữa không? Chú Bình tuyệt đối không nói. Dạ. Không có nói đâu. Chú Bình chỉ nói là... em có về dẫn người ghé thăm ba mẹ anh vậy thôi chứ không có nói là mai là nói vậy. Là tiếng sáng cái tình không? Cái đợt đó là chú Lũ về Việt Nam chơi rồi cái chú Bình nó có về bển thì ghé tại nhà. Tại vì ngày xưa cái phone mỗi lần gọi phone con biết cực lắm chứ bộ. Phải hẹn ra cái chỗ cái quầy cái quán gì đó. Dạ. Phải hẹn 15-20 phút sau mới nói chuyện. Chứ phải bây giờ. 20 năm về trước. Chứ đâu phải như bây giờ mà gọi cái gì cũng được đâu. Dạ. Vậy là chú Bình với chú Lũ là ngày xưa là bạn của nhau đó mọi người. Anh em chơi chung cũng lâu rồi. Dạ. Rồi đó. Sơ khởi là vậy thôi. Là do chồng giống rồi. Cười chú Lũ về Việt Nam với chú Lũ gặp cô Nhung luôn. Hay sao? Về Việt Nam là ghé thăm nhà bà nội không nội con hả? Đúng là giống như cái bữa đó bữa thứ năm em hả? Bữa thứ năm cô Nhung học có biên hòa, phải là thứ sáu thường con anh nội chú thì con về tối thứ sáu con lại về. Dạ đúng rồi. Tự nhiên tối thứ năm với cô Nhung con chạy về không biết bị cái gì á, không biết nữa. Tối thứ năm chú Lũ chạy lên. Không biết có trai tới kiếm hay sao linh tinh. Đó vậy á. Mà từ nhà chú Lũ lên nhà bà nội con xa quá đi, con chạy xe mà xưa chưa sửa quay, chưa có phi quay, chưa có gì hết, mình có phi quay nhưng mà nó chưa có làm đường biết không? Dạ. Ngày xưa nhận chạy lúc trước đường rất đỏ cực khổ lắm, chứ không phải đường như bây giờ đâu Ngọc. Dạ. Lúc hai gần 20 năm về trước. Còn lúc tới nhà cũng tới nhà bà nội con còn đèn ý mà đâu có chạy xe là còn trơn trượt, đường rất đỏ không mà chứ không phải giống như bây giờ đâu. Dạ. Vậy cũng hay á. Nói chung vợ chồng là cái duyên thôi. Con còn chưa được nghe chuyện tình của Nhung với chú Lũ mà. Nhưng mà câu kết là biết sao không? Vui lắm. Chú Lũ nói với bà nội đi nè. Dạ. Nó mời cho con lấy vợ quá. Nó mời thiệt á. Thì con lấy vợ. Rồi, tại bà nội đi ra ở đây. Nói sao? Bên đó làm sao? Nói hai bác còn đầy đủ mà tới 10 mặt con giống như nhà mình vậy đó. Cũng 7 trai. Cũng 7 trai 2 gái vậy đó. Rồi lấy đi.
vậy thôi đó con. Nhưng mà lúc đó mình không hiểu, mà cái dính lớp trẻ con cũng không hiểu đâu. Rồi sau này lớn lớn lên rồi có con rồi bắt đầu chú Lũ mới hiểu nha. Hiểu sao chú Lũ? Tại vì khi mà hai người mà ăn ở nhau tới 10 mặt con hay dễ đâu con. Đúng rồi. Mà phải như thế nào mới 10 mặt con dạ. Phải không? Giống như nhà chú thôi. Rồi đối với thằng này chú mới hiểu không? Chứ không? Mỗi con lấy vợ ở gia đình đó làm sao đấy? Là ba má con đầy đủ 10 mặt con. Rồi lấy đi, vậy là xong thôi đó. À, không có cái gì thêm nữa. Bữa nay kể, bữa nay kể cho anh đi nó nghe luôn. Cũng nên nghe chuyện tình của ba mẹ ha. Thì ra là thế. Ngon quá. Nó được ngọt, bồ ngon quá nè. Cái này cũng ngon nhưng mà mỗi cái mỗi vị. Anh thấy bò nào ngon nhất? Cái miếng nào ngon nhất? Anh mình thích ăn cái miếng giữa. Em có thấy miếng giữa là ngon nhất. You want some more? Không, được. Con thấy miếng nào cũng giống nhau. Không, 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 cái gì đó thơm đi con. Đúng không? Bỏ cho miệng nó khác nha. Phải không? Dạ. Cái miếng ngoài kia, cùng là khác nhất. Cái kia nó bỏ cho miệng nó còn dai nha. À, cái miệng mình bỏ cho miệng nó tan luôn á. Cái này nó cũng mềm nhưng mà nó thơm mà nó miếng kia. Cái này là cái nhỏ nhất là 120 sao phải không? Dạ. Cái này 140 sao xuống đây. Cái này bỏ cho miệng nó thơm liền. Cái này nó thơm, cái này nó thơm liền ha. Không đúng rồi, mình phải nên thử. Thử chứ. Đố mua nhau. Thử tại sao mà nó mắc vậy đúng không? Không mà. Cái gì nó cũng có cái đi vô không? Bỏ đây nha. Bỏ đây nha bà cũng có. Dạ. Chú là vui vậy. Chú qua tới sang thăm thì chú mua miếng thịt bò vậy. It's so funny that. Yeah. This but, is but you tell me this is the best one. The best one. It's so funny that it's so small, but it's like cost more than our biggest meal. But they have some place too. But when they saw you they say the best from San Francisco, right? Mm-hmm. Yeah. I take the picture there, yeah. I go there someday too. Yeah. Yeah. Nhà mình mua chừng 2 miếng ăn chút sáng rồi. Đúng rồi, 2 miếng bự thôi. Hả? 3 miếng bự là ngon lành. Cause they're the only place that's licensed to sell from Japan. Import from Japan. Mm-hmm. Everybody else they sell 50-50. 50 American, 50. Okay. Mình nha tới đâu là cái mỡ nó tứa ra miệng mình tới đó. If you go to a restaurant, you make the plate very hot. In the restaurant. Yeah, very hot. So it stay warm. Yeah. Ăn thêm này đi anh. Ăn chứ. Này ngon lắm. Chưa tới, mày không thấy ăn. Ngon, ăn gà ngà. So what is this? Hello. Is this egg? Yeah, look like egg. No, but no, it's not fish egg. She said it's sea urchin. No, not fish egg. Oh, urchin. Urchin. Urchin, sea urchin. Sea urchin, yeah. Sea urchin. Ủa nhưng mà bỏ nguyên một miếng vô miệng nó mới biết được. Thì mình không ăn này không? À, miếng nữa thôi. Miếng luôn. Bỏ cho miệng từ từ thôi. Nó chỉ béo nó ấy thôi chứ đâu có gì. Nó nuốt liền. Nó để cho nó nằm trong miệng á, em mới cảm thấy được cái vị của nó. Thấy cái vị đâu. Dạ, thấy cái thép của nó. Hai mẹ con mình không nên cho mấy cái này được. Well, you cook these very well, so if the nail industry doesn't go back, then you can fall back on this. Oh yeah. Cái này thịt này không dành tan nêm đó, muối tí tiêu vô là tan. Đúng rồi. À. Nêm vô cái như vậy đó, chấm nước đúng rồi, nó too bad. Không, ngon quá. Em ăn miếng gừng nữa, Rồi chè. Ăn với miếng gừng nữa. Ok, nó béo béo. Đúng rồi. Em ăn với miếng gừng. Không, đừng bỏ nhiều quá cay, nó không chịu nổi đâu. Có gừng vô khé. Ừ, ăn à, thơm lắm á. Có gừng vô thơm mùi gừng. Thấy mặt mẹ nữa đi. Nó. Đường chua chua ngọt ngọt. Cho miếng xà lách, miếng ông dưa leo anh. Không có rau. Không mà kỳ này con qua với đại 6 năm trước con khác nhiều quá chú Lũ ha. Vẫn thành được chứ. Con chưa có thiệt. Không ngờ con ấy con chưa thấy con quá chỉnh hả. Dạ. Wow. Lúc hôm qua chưa chồng chưa con, còn bây giờ là có chồng có con là khác rồi, khác hẳn hết trơn rồi. Chồng mình tài nữa.
Món là gì Quyên? Trời, cho bông ngọt bà chơi, bà nhạc ra. Ăn bò, ai làm gì vậy? Ai ăn bò que ghiêu cô Bi hả? Không có cần. Em tí xíu mỡ thôi. Mỡ, 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 ăn đây là bậy đó. Bảo Ngọc ăn miếng đi con. Con hồi nãy giờ con ăn thịt có miếng mỡ thôi. Cái gì? You want just a fat? Yeah. That's a good one. Mỡ đi. Thank baby. Người nó nghe mỡ chồng Ngọc đua Ngọc miếng mỡ liền thương dễ sợ. Không, mỡ như vậy mà phải kèm với thịt lận nữa. Ăn mỡ không tự nhiên. Ừ, ăn mỡ không thấy nó hay sai sai rồi, nó sẽ sai. Này ăn đi đi. Con đứng rồi, con đứng rồi. Ăn đi, con đứng ăn đi. À, cho đủ ăn. Đủ từ con. Đó. Cái phần. Ăn này không? Mỡ đi ba. Không ăn mỡ hả? Con mỡ thử rồi. Con ăn mỡ nữa. Mà mềm một cái bầu trời Cali mới đây thấy lạ chứ không kỳ quá, chưa bao giờ chứ sống hai mấy năm ở đây chưa bao giờ thấy vậy. Chú Lũ sống hai mươi mấy năm ở Cali nữa mọi người. À mọi người có hỏi là cái nhà này là của cô Nhung hay chú Lũ mua hay thuê á, thì cái nhà này là của cô Nhung với chú Lũ mua, các bạn mua cách đây cỡ khoảng 8 năm rồi. So in Japan, how they would cook it in the street, they would do it just like you, just the 45 seconds, flip it 45 seconds, and they take a bottle with the soy and then they... But when you put the soy and you load the fat, you know? Yeah. No, but it still tastes really good. It still tastes really good. Yeah. No, I think when you have a good dip, you don't need to do anything. Hello. Còn ăn miếng thịt bò. Nó chỉ mình làm thử miếng thịt bò. Yeah. I think it complements it really well. That's why I dip it in it. Because it's... Thôi, con muốn cái đó hả? Yeah. Daddy, can you give her chocolate milk, please? Ooh, yeah. Chocolate. Mình không ăn thịt bò nhưng mà mình uống sữa bò hả con ha? Hết sữa. Yeah, that's just how they did it. But, you know. Sao đi thịt bò? Thì thấy ngon không? Ông Liên mê bò lắm. Sao không? Thì thích thịt bò. Bò tới chân đi ăn cá lắm. Không biết mà thịt heo nó không chịu ăn đâu. Con thích ăn thịt, con không muốn ăn thịt bò luôn, con không thích ăn mấy đồ này nhiều. Là sao? Không có thích ăn thịt nhiều, nhưng mà thịt bò thì xăm tham ăn thôi chứ không có ăn nhiều. Dạ. Yeah. Mày muốn ăn chay luôn, mày không muốn ăn thịt đâu. Thế đúng hả? Muốn ăn chay luôn hả? Cũng tốt. Ăn chay theo về theo gì Sáu hả? Ăn chay giống cô Sáu hả? Chay giống cô Sáu. Cô Sáu chịu nổi rồi con. Chay trường luôn hả? Chay trường như cô Sáu đi hả? Khó lắm. Mới dễ hả? Không, mà chay trường rất là khó luôn, phải dễ đâu. Công nhận chị Hồng, chị hay, cô Sáu hay. Khó vậy, bây giờ ở bên Mỹ người ta ăn mấy đó nhiều lắm. Mình ăn cái gì mình sẽ sống like recipe người ta nói với mình, mình còn làm gì thôi. Không phải là khó lắm. Bà lý do mà Ly muốn ăn cái đó là lý do gì? Là Ly không muốn ăn thịt nữa hay là lý do tội nghiệp mấy con động vật hay là sao? Vâng. Mấy con bò người ta dùng cho sữa đó, mấy con bò mà ở ngoài nó đọc, nó sợ thì nó live up to 20 years. So như mấy con nó chết tại vì nó bệnh, xong người ta lấy cái con cow mà nó bị bệnh, người ta làm cái thịt bò của mình, người ta bán, người ta đi cắt off mấy khúc mà nó bị bệnh, ai muốn ăn vậy? À rồi, hiểu rồi. Có nghĩa là mà anh đi đọc những cái bài viết á là nói là con bò này là thường thường là 5 năm là con bò nó sống đúng không? Đúng không? Ở ngoài á, anh như hồi nãy chứ ở đó thôi, người ta không có dùng nó cho sữa hay là thịt gì đó. Ừ. Thì là anh như bò thịt là 20 năm. Ngoài 20 năm. Dạ, nhưng mà mấy cái bò thịt là mấy cái con bò mà người ta dùng cho cái mấy sữa đó mà nó bị chết, nó bị bệnh, nó chết, hiểu không? Chứ cái gì nó cũng dơ hết à, cô Liên không thích. À. Nói gì ai mà mình đi đọc ở đâu? Đọc con nào cũng vậy hả? Không phải con nào cũng vậy nhưng mà anh nhìn nó nhiều thịt gì hết mình, cho nên mình đi như neo mình đâu vậy? Nó không ai biết. Nên là sợ nó dơ, mình ăn mới bò bệnh vô không thích ăn nên là thích ăn ra ấy. Rồi với lại mình tội nghiệp tụi nó nữa. Ăn gà ok hả? Chicken ok. Gà ok không? Chicken với cá. Gà với cá ok. Chứ còn thịt thì không thích lắm. Tại con lớn lên ở đây với con lớn lên nó dịp ra, nhưng ngày xưa ba không có ăn. Ba không có ăn luôn, ở mà thịt với cá hả?
Thì bà bảo như ba biết đúng rồi, thế hệ nó khác, con ở Mỹ rồi nó khác. Ý ba nói Việt Nam ngày xưa á. Ngày xưa con biết bà nội ha, mua một ký chôm chôm vậy nha, ba nhớ hoài luôn á. Chính anh em là mỗi người chỉ được có 3 trái thôi đó nha, 3-4 trái thôi đó nha. Giờ con thí dụ ba mua một phao hai phao chôm chôm vậy, con ngồi ngăn mình con. Mà không ăn nữa, ăn đâu. Ờ, à, con thấy con sướng không? Ở chi cho ăn hết. Thiệt, không ngày xưa thiệt chú Lũng nói thiệt, ừ đông con khổ lắm á. Ừ. Thì là ba mẹ mới có một con, hai người có. Nên ba mẹ có một con hay ha, cho con đầy đủ hết. Bởi vậy dành hết cái gì cho con. Bỏ xe với ai hả? Nhiều quá. Thiệt ba nhớ ngoài nhớ kìa, bà nội con đi mua mua mạnh ký chôm chôm về phát chia ra, trời đứa hai ba trái, hai ba trái. Vậy mà ăn ngon ha. Ờ, ăn đúng quá, cảm thấy cái vị nó rất là ngon luôn á. Quá ngon luôn. Giờ về thấy không? Phát mình nói mình mấy giống như là mình đầy đủ đó con biết không? JD said because we stopped to stop playing, so he can eat. She should come up to Daddy, I'm sad. Thôi đừng có đợi bỏ đủ vô. JD ăn cơm nha. Đúng rồi. JD, bây giờ là nói chung là con Dung ăn bữa này ngon phải không? Cảm ơn. Cảm ơn hai cháu gì đâu. Trời ơi, con Dung con tụi con qua đây con Dung với chú Lũ tiếp đãi quá đã rồi. Hôm nay có cháu đãi cho món thịt bò quá tuyệt vời. Quá ngon. Không, mình phải biết một lần trong đời của Dung. Cái đồ con nói được. Dạ. Con với đừng quên cứ nói hoài, nếu mà vừa mà được đi qua, nếu nếu mà được có cơ hội á, có dịp là phải đi qua Nhật một lần chỉ để ăn thịt bò thôi. Con đi rồi mà cái không? Nữa, đi nữa, đi nữa hả? Nhưng mà nó cần qua Nhật, nó có ở đây cũng có ăn gì hết, cần đi qua Nhật. Không, tại vì nó nhiều, cái thịt bò thì nó nhiều ở tỉnh khác nhau. Ồ, vậy đó. Nó còn nhiều lắm, nó còn bò olive, rồi từ nhiều lắm. Rồi bò nào mà đạt olive gì đó, thắng giải Olympic gì tùm lum cũng không có sai. Vô tới thịt bò là vậy là con phải ở phải cả nửa tháng con mới ăn hết. Cái gì nửa tháng con có nằm vô ăn hết nổi vậy đó hả? Did you eat it like we asked? Thì thôi, xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã xem cái video clip này nha. Hôm nay gia đình có một ngày rất là vui, ăn những bữa ăn rất là ngon. Cảm ơn những cái lời giống như là tốt đẹp mà mọi người đã dành cho gia đình trong chuyến đi vừa qua. À, chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại mọi người vào những video clip tiếp theo. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye. Bye bye. Hết nói lắm, chỉ chào thôi. Hay lắm. Nó nghe con câu kết là không biết liền à.